Hello everyone, xin chào mẹ tất cả các bạn ra nha. để lấy cái túi Mình mực đang làm một con mực khổng lồ các bạn ơi. Tôi bao giờ tôi nhìn cái túi mực đâu mẹ. Đây, con mực này rất là dày nha các bạn nha. Đây là cái túi mực đâu mẹ, để xem mọi người xem nào. Ui. Đâu xương, đây mẹ. Đây là cái cục túi mực của nó này các bạn này. Đó. Nhưng mà mình sẽ bỏ hết cái khúc này luôn đi. Khúc đấy khúc gì vậy mẹ? Đuôi cây của nó. Mình chưa bao giờ ăn cái con này to như vậy nha các bạn nha. Đây là lần đầu tiên nha các bạn nha. Có mắt được nó này mẹ. Thường thường mình toàn ăn thì mực khô xong rồi đấy. Nướng bằng bếp nữa mà. Cái ruột kem của nó mùi luôn lắm. Ăn chay đi. Con mực á, con mực sắn màu bệt ông nên. Rồi, đây các bạn này. Ôi giời ơi. À, đây là con mực nha. Ấy à, nó trắng tét rồi này các bạn nè. Ngọt lắm. Mẹ tắt đèn nướng. Rồi các bạn. Hôm nay mình bỏ vô rổ. Đấy các bạn nha, mẹ mình đang ướp nè. Đấy. Đây, còn bây giờ mẹ mình đang cắt hành. Bây giờ thì các bạn mình dùng cái gói ướp nướng như này. Cho đây ướp rất là ngon nha. Cái này bán ở Việt Nam rất là nhiều các bạn nha. Nên mình nhập hành tỏi. Rồi một xíu là nướng nhá. Bố ơi đang nhóm bếp ở ngoài kia các bạn ơi. Rồi, anh chay làm nước chấm đi. Đây này các bạn nha, em cho con này. Nhâm 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 nhâm. Đấy, em cho con cắn chân mình nha các bạn nha. Nhâm 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 nhâm. Cho cái này vô cái que. Đó, đâm vô. Là nhớ được những cái này không? Đấy các bạn ơi, tôi là có mực với lại dồi non nướng nha các bạn nha. À, đấy, đây anh hai đây, anh trai đang làm nước chấm nha các bạn nha. Đó, đây là nước chấm của anh trai. Đây mình có thêm bắp này các bạn ơi, thì mình sẽ nướng bắp nha. Bố thì đang cho con Thảo ăn đêm. Thôi bụi con ơi, đây các bạn, đó. Bố ăn nướng mực rất là ngon này các bạn này. Rất mà. Wow. Wow, vàng ươm. Ngon quá các bạn ơi. Đây, có thêm một rổ bắp nướng các bạn nha. Đây, một nồi mực. Mực này các bạn. Anh trai tắt cái đèn pin đi. Mực này các bạn nhé. Ngon quá đây. Ngon. Đây các bạn. Đây bố đây, bố mồ hôi đây. Hello everyone, xin chào tất cả các bạn nha. Rất là nóng. Đây có bắp này các bạn. Đó, ngon lắm. Nóng quá đây. Ta. Có mấy cây kia cơ. Đấy, ngon không các bạn? Wow. Anh trai nhỏ và anh trai nướng. Đây nha, đây là miếng xúc xích ta đau nha. Đâu, tối quá không nhìn thấy. Đây là xúc xích đi các bạn nha. Cái leo tương ớt. Ngon quá. Ngon lắm các bạn nha. Quá. Con mực rất là ngon. Đưa cái đĩa qua ba. Đĩa đưa đĩa cho ba nha chung. Ba. Ô. Ngon quá, ngon quá, ngon quá, ngon quá. Ngon quá vậy. Để mình thở khỏi rồi, nóng quá. Rất là ngon này các bạn, nhìn cái miếng mực à. Đó, tôi chấm này nó quyện đó. Đó, như vậy này các bạn. Yeah. Ừ. Ừ. Very good. Đây các bạn, đây là mình nướng xong một cái vị nướng này các bạn. Vàng ươm các bạn à. Rất là ngon nha. Chu chè ngon các bạn ơi. Đó. Đất đi làm rất là ngon. Quá ngon các bạn ơi. Quả này của tôi đúng không? Đây là cái rời sút này các bạn này. Cái này là bắp nướng này các bạn này. Có đầy đủ hết các bạn nha. Bớt ăn đi. Nhấm vừa thôi, cay đó. Đấy, anh trai nhỏ đang ăn cơm mực. Bỏ cái nước vào đây, anh trai nhỏ không ăn được.
vừa vừa.